Bây giờ là 6:30 sáng. Các cái đoàn xe đang nối đuôi nhau để xuống dưới cái chỗ cảng. Đây là cái cảng dân sinh của địa phương, nơi mà tàu của địa phương sẽ đi ra Cù Lao Chàm. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên cái tàu này nhé. Mấy giờ thì tàu chạy chú ơi? 7:15. 7:15. À, trên này đã có rất là nhiều người rồi. Ra sau lại đi. Đó. Chú ơi, vé tàu là bao nhiêu tiền chú? Bao nhiêu chú? 40. À, 40. Năm nay là tăng giá rồi đúng không? Chú ơi, thêm mấy tiếng thì đến nơi chú? 2 tiếng. À, 2 tiếng thì tàu sẽ đến nơi các bạn nhé. Như vậy là nếu tàu xuất phát ở đây lúc 7 giờ thì 9 giờ sẽ đến nơi. 10 giờ đến nơi ạ. Dạ. 10 giờ thì sẽ đến nơi. Đúng 7 giờ là tàu hàng đã xuất bến. Ở phía bên kia chính là An Hội, thì là trung tâm phố cổ của Hội An nhé. Tàu hàng này thì rất là thích ở chỗ là có thể ngắm cảnh được. Còn nếu mà đi tàu cao tốc thì tốc độ rất là nhanh, chỉ mất 15 phút là đã đến nơi rồi. Nói chung là nếu như mà có thời gian thong thả ở Hội An vài ngày thì các bạn nên đi cái tàu hàng này để có thể ngắm cảnh ở trên sông. Ở đây có 2 trải nghiệm, một là trải nghiệm đường sông, sẽ đi một nửa đường sông ra đến cửa đại, và từ cửa đại ra đến Cù Lao Chàm là đường biển. Trên đường đi thì mình sẽ nhìn thấy những cái vó, miền Bắc gọi là vó, còn ở trong này gọi là dớ nhé. Những cái dớ rất là to ở trên sông. Ở Hà Nội ạ. Đấy. Người thuyền chài ở hai bên này. Nói chung là đi bằng tàu cao tốc thì các bạn sẽ khó có những trải nghiệm như thế này. Chỉ có thể đi bằng thuyền của ngư dân địa phương này thôi. Phong cảnh hai bên vào buổi sáng rất là đẹp. Đi bằng đường thủy này thì chúng ta sẽ được đi qua cầu Cửa Đại. Đây là cầu Cửa Đại. Ngay bên cầu Cửa Đại thì là một cái bãi thuyền khá là lớn của ngư dân ở đây. Tàu đang đi chậm lại để đón cái thuyền này đưa hàng lên. Đó. Đó. Tàu đi chậm lại để đón thuyền này. Mọi người sẽ bắt đầu thấy thuyền cập màn tàu để đưa hàng lên này. Có một vài người, có người thân quen ở trên đảo Cù Lao đi cái chuyến tàu này cùng với chúng tôi. Đây chính là cầu Cửa Đại. Chỉ có cách là đi thuyền của ngư dân như này thì các bạn mới có thể đi qua cầu Cửa Đại.
Đây là một cái làng chài ngay qua cầu Cửa Đại, thì ngôi làng chài tấp nập và chỉ một đoạn nữa thôi thì chúng tôi sẽ ra đến ngoài cửa rồi. Ngay phía sau đây là một cái làng chài mà vừa mới đi qua cầu Cửa Đại thôi thì chúng ta sẽ thấy làng chài này rồi. Tôi chưa kịp biết tên của cái làng chài này. Có rất là nhiều tàu thuyền neo đậu ở đây, và đi qua một đoạn nữa thôi thì sẽ ra đến cửa biển. Lúc này thì ở trước mặt của tôi nhé, mọi người nhìn nhé, là đã rất là đẹp rồi, nhìn các cái rớ lưới của người dân đây. Phía xa đây chính là về bến Cửa Đại, nơi mà các cái chuyến tàu cao tốc sẽ xuất hành để đi ra Cù Lao Chàm. Đi bằng tàu cao tốc này thì chỉ mất khoảng độ 15 phút thôi là bạn đã có thể lên đến Cù Lao Chàm rồi. Thế tuy nhiên nếu như mà ai đấy, các bạn mà có thêm thời gian ở Hội An thêm thì nên cân nhắc lựa chọn đi bằng thuyền của ngư dân như thế này thì bạn sẽ có những trải nghiệm rất là khác biệt luôn, bởi vì sống chậm bao giờ nó cũng sẽ có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá. Cái tàu này của chúng ta sẽ phải cập bến Cửa Đại, sau đấy khai báo phục xong rồi thì mới đi ra. Xanh màu đỏ tạo nên một khung cảnh thực sự là sinh động. Vừa cập bến Cửa Đại và bây giờ thì mọi người bắt đầu mang thêm hàng hóa lên. Đây là cái thuyền chở hàng hóa, người mang thêm hàng hóa lên thuyền. Đã thấy sôi động hơn đấy, hàng hóa được đưa lên. Có một vài vị khách hình như cũng đang muốn đi lên tàu này. Một vị khách mặt đang biến dạng. Biến dạng? Vì thất thần rồi, quá đẹp. Thì đã tôi thấy xuất hiện là các vị khách nhiều hơn, bởi vì mọi người thường đón ở Cửa Đại này. Bắt
đầu từ thời điểm này thì ở trên tàu đã có khá là đông khách rồi. Đây, các bạn Tây là cũng đã đi lên tàu từ tại cửa đại. Rất là nhiều người ở trên tàu rồi. Đó. Thì nếu như bạn đi từ cảng cửa đại bằng tàu này thì bạn sẽ phải trả một khoản tiền tương đối lớn, gấp 3 lần so với việc là đi từ cái bến cảng của người dân địa phương nhé. Tuy nhiên nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với đi tàu cao tốc, tất nhiên rồi. Ở ngay giữa biển đây qua cửa đại, đi ra phía biển thì bắt đầu xuất hiện một cái cồn cát trong vài năm trở lại đây. Người dân địa phương nói rằng là 40 năm trở lại đây thì bây giờ cái cồn cát này nó mới có xuất hiện quay trở lại. Có nghĩa là trước đây thì cũng đã có cái cồn cát này rồi. Đây là hiện tượng rất là thú vị. Và theo những gì thông tin trên báo chí thì tôi được biết là chính quyền Hội An cũng đang tính toán đến việc khai thác cái giá trị du lịch từ những cồn cát như thế này. Nha các bạn nhé, cái tàu của mình thì cũng giống như cái tàu này này. Có điều khác là đây là tàu chở khách du lịch, còn tàu của mình là chở hàng hóa và người dân địa phương. Khá là đẹp đúng không? Nếu mà nhìn từ bên hông tàu. Là lúc mà mọi người bắt đầu xuống tàu. Cù Lao Chàm ở đây rồi. Mình đi từ lúc 7 giờ 5 phút. Bây giờ là 9 giờ 34 phút. Phút. Trên tàu có thể ngủ một giấc. Rất là ngon. Okay. Okay, another have a nice day. Yeah, yeah.